Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Trân trọng cảm ơn các thượng đế đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh YouTube của mình cho người khác biết. Số điện thoại 0368888479 vẫn em đứng trên cầu đợi anh. Vẫn đợi các anh trên giải chữ S Trần Văn chốt những chiếc radio cassette cùng với lại link phụ kiện về radio cassette, băng cassette hân hạnh được phục vụ. Trân trọng giới thiệu với các thượng đế một chiếc đài to vật vã của hãng Sony. Có model là KW75SC. CFS KW75SC. Chiếc đài này ăn điện 220V. Thì đài Sony KW75SC loa phễu, thế nhưng mà phễu này là phễu bé nhá, phễu bé. Ở củ loa cái chỗ 5 châm ấy có chữ China đấy, phễu bé. Thế còn phễu lớn thì sang 715 mới có. Phễu lớn thì nó có hai loại, loại Thái Lan và loại Malaysia, còn đây là phễu bé. Lưới này chưa bị móp méo gì cả, sơn này vẫn còn sơn zin, thi thoảng có những vết phong trần. Đấy. Megabat. Chữ sơn màu vàng. Bên đây cũng chữ sơn màu vàng. Thế nó mới combo nha, thế nó mới combo. Tình trạng hoạt động của chiếc đài Sony có model CFS KW75SC này, sau khi cho ăn điện 220V, radio bằng sóng FM Trần Văn Nét, đèn FM Citro nổi lên âm thanh trong veo bằng sóng AM, thì hãng Sony có 10 con thì khi chỉ được con là bằng sóng AM là nét nha. Con này thì bằng sóng AM là nghe được rồi chứ nó không nét. Đấy. Đường line-in. Này, đường line-in. Đường line-in để làm gì? Để đưa tín hiệu bên ngoài vào, ví dụ như laptop và điện thoại, TV này nọ cái lọ cái chai. Thế nhưng mà nó chỉ ăn tín hiệu audio ở thể analog. Đường line-in hoạt động bình thường. Những cái con chiết áp ở đây, những con biến trở ở đây điều chỉnh tần số và cân bằng loa, ba lan ke đều hoạt động bình thường. Phần băng cassette Trần Văn Tịt, hai bộ cơ hỏng rồi, hai bộ cơ hỏng rồi. Đấy, cứ để như thế này để phục vụ những thượng đế nào mà không chơi băng cassette nhá, không chơi băng cassette. Đấy. Hai bộ cơ hỏng rồi. Bên đây nó còn không ra được cửa băng cơ. Bên này nó còn không ra được cửa băng. Đấy, thế nhưng mà bàn phím này vẫn còn đầy đủ, không bị gãy gì cả nhá. Bộ bàn phím này vẫn còn đầy đủ, răng này vẫn còn đầy đủ. Chân này. Đấy. Cái chiếc đài này không có bị vỡ nứt gì cả, không bị vỡ nứt gì cả. Anten zin, anten đầu nhựa, anten zin. Đấy. Đây tem này. Đấy, Sony này, CFS KW75SC này. Đấy, đây là đường line này. Đấy. Đấy. Không bị vỡ nứt gì cả nhá. Không bị vỡ nứt gì cả. Chiếc đài này trân trọng gửi tới mọi người với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ. Thiên hạ chưa ai bán chiếc đài này với một mức thóc như mình bán. Tình trạng hoạt động thì vừa em nói rồi. Đấy, để phục vụ những thượng đế mà không chơi băng cassette. Thế còn chơi băng cassette thì bây giờ thay hai bộ cơ, nhá, hai bộ cơ hỏng rồi, thay hai bộ cơ. Đấy, thế còn không chơi băng cassette thì nghe radio và nghe line-in. Mình đã dùng cái phần mềm chuyển đổi từ thóc sang tiền Việt để cho nó dễ giao dịch. 780.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. 780.000 đồng. Có ở cái mức giá đấy thì có rất nhiều chiếc đài phải gọi cái chiếc đài này bằng cụ tổ. Vì thứ nhất là chiếc đài này rất chi là to. Âm thanh của nó cũng to và nó cũng trầm ấm. Chứ còn có khi 780.000 ở những cái phiên bản khác thì nó nói to là nó không nói được. Thế nhưng chiếc đài này nói rất chi là to và cũng trầm ấm chứ không kém phần long trọng đâu nha. Đấy, thế mà lại ăn điện 220V. Nó không như những chiếc đài nội địa. Những chiếc đài nội địa ăn điện 100V lại còn phải đổi nguồn này nọ, cái lọ cái chai nó lằng nhằng ra. Nên xong nhiều khi mà quên khuấy đi cái là nó lại Trần Văn Tịt ngay. Mới cắm nhầm điện 220 là Trần Văn Tịt ngay nha. Cái này thì tôi khỏi phải lo cắm nhầm. 780.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển, một mức thóc rẻ nhất của đất. Thì
cũng tha thiết mong các thượng đế là cũng không nên mặc cả, không nên trả giá nữa nhá. Đấy, thôi thế xin phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt. Xia xịa.